Mất phao nha mày. Còn chết, còn chết. Chết. Lại thêm một tên giếc nữa. Để giếc anh em ơi. Toàn giết cái con này, giết này mà anh em về kho rất là ngon nhá. Này, này cầu mấy con này. Rồi, đúng giết về kho này hợp lý quá nhỉ. Quay cho anh em xem mấy cảnh vị trí hôm nay em câu này. Đấy. Vẫn là cái chỗ quen quen thuộc thôi, mình ngồi chỗ khác một cá cắn thôi anh em ạ. Giờ đang bảo quay tí cá này cái đâu bạn ạ. Hoàn con này vừa lên được mấy con diếc này. Chết chết chết. Đáp bảo mà. Ha ha ha. Lại này lại giết nữa này, cái loại nhỏ nhỏ về cho kho ăn phê thua rồi. Ý, này bây giờ có đang có tí gọi nào đấy, cần cần kia đang cắn thêm anh em, phì phà đấy. Đúng tầm chiều muộn muộn này cá cắn mạnh. À, quên cho anh em xem này, anh em đi để mà quay anh xem, em đi câu đơn nằm mồi nó phải đạt được như thế này anh em nhé. Đấy, phải đạt được dẻo như thế này anh em nhé, rất là dẻo, cho vào lưỡi không thể tan được, giật chát nên câu rất là bền anh em nhìn, dẻo này không là không dính tay, không dính tay đấy. Thế mà nào ok, quả này thì một quả này câu thoải mái luôn. Đừng nghĩ mỗi cái ngày thứ bảy mới đi câu mà cảm giác thời gian trôi nhanh thì các bác, sáng câu vào tí tới trưa về ngủ câu vào phát giờ 5 giờ chiều này. Con này hôm nay chắc lại cá diếc rồi, cá diếc ăn rất là khôn đấy, là mình ăn rất là khôn ấy rồi, chết mẹ cá gì vậy. Chả đâu cá gì anh em ơi, mau mau mắc mắc con rồi.
Chào cá mại mương. Để ngay cá mại mương rơi mất rồi. Rồi, anh em mặt trời đẹp chưa? Thì cầu đúng lúc hoàng hôn luôn nhé. Ngồi chỗ này nó hợp lý đấy. Nó chỉ oi oi nó còn chiều chiều lên đâu nào. Tương đối là rất mát. Đây anh em này. Mồi của mình này. Tóm ở như thế dẻo này cơ mà. Rồi. Đấy. Này bóp mồi này làm con chép được tí. Mình vào làm mồi cũng nó cũng to luôn. Cái này gặp là chép to nó mút nó phát thì đi luôn cả cục thì phê. Anh em thấy chưa? Dẻo này cơ mà. Nhá, rồi. Mùi của này rất là chua thơm nhá anh em nhé. Ok, ném luôn. Chết mặt cây rồi. Mất mất phao anh em ơi. Ui anh em ơi. Ui dồi ôi, có con gì đây? Ui dồi ôi, mọi người có con gì đây? Sộp. Ui dồi ôi, mọi người sộp lại. Nó kéo cái cần này nó tụt phát xuống rồi. Ui con này nuốt sâu quá. Con này nuốt sâu quá. Cái mồm mà khiếp thật đấy. Nó đóng ở sộp này nhỉ. Đừng có dãy. Dãy nó không ra đâu em ơi. Cái này chắc phải cắt ôi à, chịu mất cái lưỡi rồi không lấy rồi phê lắm anh em ơi. Câu bọn này hay đóng cá sộp nhất à, mất oan cái lưỡi mất oan cái lưỡi rồi. Chết rồi, giờ không có cái gì mà cắt được ra mọi người ạ. Chết kìa. Đóng này. Làm sao bây giờ? Muốn cắt nữa không cắt được nữa. Không cần rau tám đi đâu rồi. Mày quá trong hộp nữa coi rau tam. Lại thêm một hàng nữa. Ê quá. Hôm này ngon rồi mọi người ạ. Nên hàng. Bây giờ lại lên hàng. Ủa xà anh em ơi. Lại còn chiếc to chưa. Úi giời ơi. Cứ nhận này thì cầu toàn giếc này. Đóng sâu thế. Này ăn vã giếc rồi.
khả năng được nồi cá diếc về kho rồi. Cho các bác xem thành quả của em ngày hôm nay nhé. Đấy, toàn cá này hai vợ chồng em cũng đầu vào bữa kho đấy, toàn diếc đây, để có một con rô phi. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em nhé. Nếu các bác thấy video hay thì hãy like, share để ủng hộ kênh của em nhé, để có động lực ra thêm nhiều video mới cho mọi người xem. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.